Vài tin tức của tiền điện tử ngày hôm nay. Mình tên là Dan Nguyễn, tới từ Tiền Academy, kênh về đầu tư, tư vấn doanh nghiệp hay nhất tại Việt Nam. Hôm nay mình sẽ đi lại những gì nó đang nóng bỏng ngoài thị trường ngay bây giờ. Cái đầu tiên là cái total value lock của những cái sàn. Thì Ethereum vẫn đang nắm đầu, nhưng Luna Terra thì đang chạy rất nhanh. Đang đứng số 2. Đang nhớ không lầm là khoảng cỡ 5 tháng trước là nó đứng khoảng số 6 số 7 á. Nhưng bởi vì cái thằng CEO của nó mới ra tuyên bố là nó sẽ mua tới 3 triệu BTC lần. Thì bởi vì vậy mà nó mua đều đều. Mỗi lần nó mua là khoảng cỡ 100 mấy chục ngàn đô lận. Mỗi lần nó mua tới 100 mấy chục ngàn đô lận. Và nó mua đều. Và ngay bây giờ thì nó đang nắm, nó đứng thứ 3. Cái ví thứ 3 nắm đầu thế giới. Thua thằng Tesla tới với thằng MicroStrategy thôi. Và nó quyết định nó sẽ vượt qua hai đứa này. Và hai đứa này là gọi là hai cái công ty khổng lồ chứ không phải là giỡn. Tesla là một công ty xe điện lớn nhất thế giới. Và những cái công ty khác nữa. Và cái MicroStrategy thì chắc chắn bạn cũng phải biết rồi, ổng là công ty lớn nhất ngay bây giờ. Thì nó sẽ cố gắng, hàng ngày nó sẽ cố gắng nó vượt qua. Và nó rất là tin tưởng với BTC. Và cho giá chắc chắn nó sẽ lên trong tương lai. Và nó rót rất là nhiều tiền hàng ngày vô nó. Đây là một cái thống kê cho thấy là trong 1 tới 5 người ở Mỹ thì đã rót tiền vô tiền điện tử rồi. Thì cái đây cũng là một cái thống kê mới ra. Ngay bây giờ chỉ có một, nếu mà cho trong 5 người chỉ có một người rót vô à. Mà trong tương lai này là Daniel có thể đoán là từ là nó tới còn 2, nếu mà hai người trong 5 người có 2 người vô, rồi từ tới 5 người có 5 người vô. Bởi vì tiền của Mỹ thì càng ngày nó càng mất quá giá quá thì mọi người sẽ nhảy vào. Thường ngay bây giờ những cái người mà đang có tiền điện tử á là cái lớp trẻ khoảng 30 mấy, 20 mấy, 30 mấy. Nhưng mà cái lớp già ngay bây giờ đó nó cũng đang nhảy vô cũng dữ dằn lắm chứ không phải giỡn. Bởi vì tất cả lạm phát quá nhiều và người ta để được tích lũy cái tài sản của người ta thì người ta đang nghiên cứu nó cũng rất kỹ càng. Bây giờ là thường là những cái đứa trẻ phải đi học của những người già. Nhưng mà riêng tiền điện tử thì những người già ngay bây giờ đang nói chung là phải đang xác định đi học của những đám trẻ. Bởi vì những cái này là gọi là tiền điện tử mà, tiền của tương lai mà. Cái này những cái này thì nó quá mới mẻ với những cái người mà có lứa tuổi 50 tới 65. Đây là một cái thống kê của Bitcoin Magazine. Và ngày mai, nó nói là ngày mai á là 19 triệu Bitcoin sẽ được đào. Có nghĩa là sau ngày mai á nó chỉ còn có 2 triệu nữa để đào thôi. Chỉ có 2 triệu nữa để đào thôi. Đó thì mà nói chung lúc mà nó đào hết rồi đó là con số nó sẽ 21 triệu. Và nhưng mà so sánh với cái người dân á, người dân ở trên thế giới này á thì nó là một con số rất là nhỏ. Và thống kê cho thấy nếu mà tất cả mọi người triệu phú đô la trên thế giới này mà quyết định mua một cái đồng Bitcoin thôi á thì nó cũng không có đủ mà để mua. Có nghĩa là cái người mà triệu phú đô la đó nó còn hơn con số 20 triệu người nữa trên thế giới này. Thì nói chung là ngay bây giờ là cũng với Bitcoin nó rất là mới mẻ. Nhưng mà lúc mà đến một cái mức độ nào á, Daniel đoán thì khoảng cỡ 5 tới 10 năm tới đây thôi là Bitcoin sẽ lấy được một cái thị trường rất 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 là nhiều. Và sau đó là có tiền cũng mua không được, chắc chắn là vậy. Đây là một cái tin tức xấu mới được đẩy ra thị trường để người ta bầu cử ở bên cái EU á. Thì nó đang bầu cử là nó nói chung là nó lấy hết thông tin của những cái ví á, ví tiền điện tử. Là cho một ví dụ là giống như bạn có tiền trong ví của bạn đi.
thì nếu bạn muốn gửi cái tiền đó cho một cho mẹ bạn đi để trả tiền tiền nhà hay là một gì đó, thì bây giờ nó ra cái luật này là bắt buộc là để bà mẹ bà nhận được cái tiền này á, thì bà là giống như bà phải những cái thông tin của bà đó phải có nằm trong cái ví của bà, là như, giống như căn cứ tên tuổi rồi địa chỉ rồi tất cả mọi thứ á. Và không chỉ vậy, để mà cái để đứa con này mà gửi cái thông tin đợi tiền này cho mẹ nó thì những cái thông tin nó cũng phải nằm trong đó. Có nghĩa rằng là nếu mà cái này mà nó được xảy ra mà nó được chấp nhận á, nó trở thành một luật á, thì là nó không còn cái privacy nữa, không có còn cái riêng biệt nữa, và nó là có nghĩa là nhà nước có thể là quản lý hết tất cả mọi thứ. Có nghĩa là ai gửi tiền cho ai nó đều quản lý được hết. Và cái quản lý này á, cái luật nó đang ra, nó đang nói tới là nó tất cả những cái ví nào mà chuyển khoảng 1.000 euro là nó đã kiểm duyệt rồi, nó đã track rồi, nó đã lấy lại thông tin rồi. Có nghĩa là một cái luật quá riêng, cái luật này thì nó không giúp được cho người dân một cái gì hết á. Nó chủ yếu là nó ra những cái luật này để chủ yếu là để nó bắt người dân đóng thuế. Cho một ví dụ, bây giờ nếu Daniel có 1.000 euro đi trong túi, hay là 2.000, 5.000 gì đi, mà Daniel muốn cho cái tiền này cho một thằng bạn thôi, hay là hay ai đó, Daniel là đem đó lấy Daniel cho, thì nếu mà Daniel cho một người nào đó thì cũng không ai biết hết, chỉ ngoài trừ Daniel và người bạn Daniel biết. Nhưng riêng cái này á, là tất cả cứ trên 1.000 euro là nó đã lấy lại thông tin rồi, và nó lấy lại thông tin với mục đích là nó để đánh thuế thôi. Bởi vì là rõ ràng là cái tiền điện tử này là nó người ta nhảy vào bởi vì là nó không có chính giữa, là người A có thể gửi thẳng vào người B và không qua trung gian và không qua nhà nước đó quản trị đó. Thì bởi nó ra những cái luật này để cho nó giống như là nó có thể nắm giữ được người dân, và nắm giữ được đồng tiền, và nó nắm giữ được những cái thông tin là ai có bao nhiêu tiền điện tử, và chỉ với mục tiêu là để đánh thuế. Thì đây một cái luật là nó hơi mới. Cách đây, nếu bạn nhớ là cách đây khoảng cỡ 2 tuần trước thì nó ra, nó có một cái sự bầu cử rất lớn ở bên châu Âu, là có nên cấm tiền điện tử hay không, cấm Bitcoin, cấm Ethereum hay không. Thì riêng cái cuộc bầu cử đó thì nó nói chung những cái người trong cái cuộc bầu cử đó thấy cái tiền Bitcoin, tiền cái mạng điện tử này nè, cái tiền điện tử này nó quá lớn đi, không có thể ngăn chặn được, thì nó bỏ qua cái đó, là nó vẫn cho người dân giao dịch. Nhưng mà bây giờ là một cái luật đang được đẩy ra ngoài thị trường nữa, là chủ yếu là để cho người ta đánh thuế. Thì nó quá không công bằng. Nếu bạn cứ suy nghĩ đi, cái tiền người ta rửa tiền á, là rửa tiền là ở bên London nè, là rửa tiền nhiều nhất nè, ở bên Switzerland nè, rửa tiền nhiều nhất nè, ở bên New York nè, rửa tiền rất là nhiều, nó rửa cái tỷ đô la, cả ngàn tỷ đô la, đúng không? Không có ai mà không có luật, là không có luật nào hay là một cái nhóm nào đi theo có thể mà điều tra ra được hết, đúng không? Mà riêng cái tiền điện tử này thì ngay bây giờ nó chỉ là nếu mà bạn chuyển cho ai 1.000, chỉ 1.000 euro thôi, là nó cái danh sách đó, cái tên tuổi đó, cái người chuyển và cái người nhận, những cái thông tin của họ, những cái thông tin riêng biệt của họ phải đẩy cho cảnh sát để kiểm soát. Thì bạn cứ nghĩ xem có đúng hay không, là nếu mà một đứa con gửi cho bà mẹ với hơn 1.000 euro thôi, là hai người này là trở thành một cái tội, là có nghĩa là trở thành một cái người tội phạm đó, để cảnh sát có thể nghiên cứu. Mà bây giờ nếu mà có những cái người mà người ta rửa tiền giống như cả triệu đô la, 2 triệu, 5 triệu, 10 triệu, nhưng mà không có cái luật nào mà để kiểm soát họ và bắt người ta đóng thuế hết á. Không có thể nào làm được hết, đúng không? Giống như Daniel bây giờ một người nào muốn rửa tiền với Daniel mà đưa cho Daniel cả 100 tỷ hay là sau đó, mà đưa tiền mặt hay là sau đó, hay là một cái cách nào khác, thì nó đưa tiền mặt, đúng không? Thì Daniel cũng đâu đóng một cái thuế nào đâu. Thì cái luật này nó chủ yếu là phải bắt người dân đóng thuế. Đây là một tin tức mới, bởi vì giá xăng càng ngày càng lên, và mọi người giống như là rất là bực bội,
rất là bực bội với cái giá xăng ngay bây giờ, và tất cả mọi thứ ở bên Mỹ đang lên giá khủng khiếp, thì Biden là quyết định là chuẩn mở những cái mỏ xăng ở bên Mỹ ra để giảm giá xăng. Nói chung là bên Mỹ nó có một cái kho tàng, những cái mỏ dầu là lớn nhất lớn nhì thế giới chứ không phải giỡn, nhưng mà nó khôn lắm, nó khóa lại hết, nó thà nó đi mua xăng của những nước khác nó dùng, giống như là giống như của mình thì mình không dùng, mình đi dùng của người khác vậy đó, bởi vì tiền mình có thể in ra được mà mình tìm cái dùng tiền của mình đi mua thôi. Thì bởi vì Nga nó không bán xăng nữa rồi, thì giá xăng đang khủng hoảng, thì ngay bây giờ ổng quyết định là sẽ mở ra, thì và vừa mở ra thôi là giá xăng nếu bạn ở bên Mỹ thì bạn có thể thấy giá xăng hai tuần vừa rồi hay là tuần vừa rồi gì đó là khoảng cỡ 7 đô á, 7 đô cỡ 1 gallon thôi đó. Ok. Và ngay bây giờ nó mới xuống khoảng cỡ 5 đô mấy rồi. Thì nó là một sự ảnh hưởng rất lớn cho những người dân ở Mỹ và quốc tế. Đây là một tin tức mới. Nói chung cái Lightning Network đó, nó là cái layer 2 của Bitcoin, để cho mọi người có thể giao dịch, có thể mua sắm hay là bất cứ một gì đó. Đây có một đứa bé, có hình một đứa bé là nó bán nước chanh. Nó bán nước chanh mà bạn có thể dùng cái ví Lightning Network mà bạn scan vô cái QR code nè để bạn trả tiền cho nó. Và đây là một cái hình ở bên Mỹ. Nhưng mà cái này á, là tất cả những người dân ở bên Salvador á, là đều dùng cái hệ thống này để giao dịch. Thì nó đây là một cái hình, là nói chung là tương lai đó. Và tương lai là Daniel nghĩ là những cái nước ở bên châu Á này, cho là những nước Việt Nam, Campuchia hay là Thái Lan, hay là những cái nước gần đây, thì chắc chắn tới khoảng vài năm tới đây thôi là bắt đầu sẽ nhận Bitcoin rồi. Tại Bitcoin nó quá lớn đi. Nó tới tổng cộng hết cái market cap của nó, với hết cái market cap của những cái đồng luôn á, là nó lên tới khoảng cỡ 2.000 tỷ đô la rồi. Thì là một con số quá khổng lồ mà không có thể bao giờ có thể ngăn chặn được ngay bây giờ hết. Vậy thôi, hôm nay Daniel chỉ có vài tin tức mới Daniel muốn chia sẻ. Mình tên là Daniel, tới từ Tiền Canami. Xin chào mọi người, hẹn mọi người video kế tiếp. Xin chào.